Và thì đến tiếp theo của chúng ta là ngôi đền Meiji Jingu. Meiji Jingu là ngôi đền nổi tiếng để thờ Thiên Hoàng Minh Trị Meiji Tenno và Hoàng Thái Hậu Shoken Kotaigo. Và đây cũng là một sự khác biệt so với những ngôi đền bình thường khác ở Tokyo. Mặc dù được thành lập khá muộn vào năm 1920, nhưng với sự khác biệt này, Meiji Jingu đã chính thức trở thành một địa điểm du lịch văn hóa nổi tiếng bậc nhất ở Tokyo nói riêng và ở Nhật Bản nói chung. About Japanese traditional wedding? I think it's very serious. They take it too seriously. But maybe this is the right way to make wedding. It's a serious thing that you have to do. And our tradition is not even similar. Yeah. And I hope they will enjoy life together. Thank you.